Bộ Nội vụ bang Bayern cho biết vụ nổ xảy ra tại một quán bar ở trung tâm thành phố Ansbach. Nghi phạm là một người tị nạn Syria, 27 tuổi. Đối tượng này từng bị từ chối đơn xin cấp quy chế tị nạn cách đây một năm. Nhận dạng ban đầu cho thấy, nghi can là một người đàn ông đeo một chiếc ba lô nghi chứa một thiết bị gây nổ và đã hành động một mình. Cảnh sát đang tích cực điều tra động cơ gây án và hiện chưa rõ nghi phạm có mối liên hệ với khủng bố hay không. Một số nguồn tin cho rằng kẻ đánh bom đã từng có thời gian điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng gây ra vụ nổ muốn nhắm vào một sự kiện âm nhạc gần quán bar nói trên. Khoảng 2.500 người tham dự buổi hòa nhạc đã được sơ tán ngay lập tức. Hiện khu vực phố cổ ở Ansbach vẫn đang bị phong tỏa và người dân chưa thể trở về nhà. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và máy bay trực thăng ngay lập tức được điều tới hiện trường để khắc phục hậu quả. Chuyên gia về bom cũng có mặt để xác định nguyên nhân nổ. Đây là vụ tấn công thứ tư xảy ra ở Đức chỉ trong một tuần qua. Trước đó, tại thành phố Würzburg, bang Bayern, một đối tượng người Afghanistan 17 tuổi đã tấn công bằng rìu trên tàu khiến nhiều người bị thương. Tiếp đó, tại thành phố Munich là vụ xả súng làm 9 người thiệt mạng. Và gần đây nhất là vụ đối tượng 21 tuổi, một người tị nạn đến từ Syria, đã dùng dao tấn công ở Tübingen, bang Baden-Württemberg, khiến một phụ nữ có thai thiệt mạng và 5 người khác bị thương.